Quý vị đang theo dõi hình ảnh cụ ông Lê Minh Chí, ngụ ấp Tân Thôn 5, xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, đang cố sức lột dừa. Do cụ Chí không thấy đường nên được người vợ, tuổi cũng gần 60, gom dừa xung quanh cho chồng lột. Do bị mù nên cụ Chí lột dừa theo giác quan. Cả một ngày, gắng sức tối đa, cả hai vợ chồng chỉ kiếm được trên dưới 100.000 đồng. Được biết, cả hai vợ chồng cụ Chí có 4 người con, nhưng lưu lạc, tứ tán làm ăn và cũng không khá giả gì, nên không giúp được gì cho cha mẹ. Cụ Chí tâm sự nhiều lúc cũng định bán vé số, nhưng với tuổi tác của mình thì đi không nổi, đành làm nghề lột dừa, dù biết hết sức nguy hiểm.